Đúng rồi, món ăn của ngày hôm nay có tên gọi là lẩu cá kèo lá giang. Để chuẩn bị cho món lẩu cá kèo lá giang này thì mình cần những gì hả Hưng? Như sau: 400g cá kèo, thơm, cà chua, lá giang và một ít rau ăn kèm, tỏi băm, hành tím băm, dầu ăn đặc biệt là Aziquick gia vị nêm sẵn lẩu Thái. Wow, nhìn những con cá này nè, nó mới ngon làm sao thì chắc chắn là nồi lẩu của chúng ta ngày hôm nay sẽ rất là hấp dẫn đây quý vị. Hưng ơi, cá kèo thì chắc chắn là rất là tốt sức khỏe phải không? Loài cá này thì nó sống nhờ phù sa ngập mặn nè, nên thịt của cá kèo rất là săn chắc và lại ngọt nữa. Nhưng đặc biệt là cái cách sơ chế của cá kèo nó khác như tất cả các loại cá thông thường. Và quý vị khán giả, bí quyết để mà làm sạch cá được không? Tất nhiên rồi, khi mà chúng ta mua cá kèo về thì quý vị khán giả chúng ta hãy rửa trong nước, nhưng mà trong nước đó đặc biệt chúng ta hãy cho vào một ít giấm hoặc là nước cốt chanh, sạch lại bằng nước lã. Làm như vậy thì cá sẽ không còn có độ nhớt nữa. Cảm ơn Hưng rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ rửa cá kèo qua nước có pha giấm hoặc là chanh, sau đó sẽ rửa lại bằng nước sạch để cá hết nhớt quý vị nhé. Cho phần cà chua thành những múi cau nha. Rồi, còn thơm này thì Hưng sẽ cắt lát mỏng nè. Còn phần rau thơm này thì Hưng sẽ cắt khúc nè. Rồi, rau thơm cũng đã xong. Rồi, kế tiếp thì Hưng sẽ cho vào đây là 1/2 chén dầu ăn tương đương với 7 muỗng canh dầu ăn. Dầu trong nồi đã nóng thì Hưng sẽ cho hết cái phần tỏi băm, hành tím băm thơm. Hưng sẽ cho hết cái phần cà chua nè. Đây, thơm nè. Bây giờ chúng ta xào cho thật là chín. Thì chắc chắn là cà chua và thơm sẽ tiết ra được chất chua. Rồi có kèm thêm một vị béo béo của dầu nữa. Đúng ăn rồi. Sẽ ngon hơn. Rồi và bây giờ cà chua cũng như thơm này thì Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn là 1,5 lít nước lã. Bây giờ thì chúng ta hãy cho hết phần nước này vào. Bây giờ trong thời gian đợi nồi nước nó sôi, lá giang này rồi chúng ta cho vào nồi. Mình phải vò hả Hưng? Đúng rồi, nếu mà chúng ta cho vào nguyên lá thì lá giang nó không có thơm. Mà đặc biệt cái lá giang này thì chúng ta phải vò cho thật là nát. Chúng ta cho vào đây thì cái lá giang nó mới tiết hết cái mùi thơm và chất chua của lá giang. Một bước rất là quan trọng đây. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta nhớ là sẽ vò lá giang cho thật là kỹ để lá giang có thể tiết hết chất chua ra quý vị nhé. Phần lá giang vò vào, kế tiếp thì Hưng sẽ nêm gia vị. Đây là Aziquick gia vị nêm sẵn lẩu Thái. Hay quá ha, mình có sẵn gia vị như thế này thì không nữa. Đúng rồi, bây giờ nồi lẩu của chúng ta đã sôi trở lại thì Hưng sẽ cho hết cái phần cá kèo này vào. Thông thường thì như Phước Hưng cùng với quý vị khán giả cũng biết là khi chúng ta ăn những cái món lẩu chua thì chắc chắn là phải đi kèm ngon đúng không ạ? À? Không biết là với lẩu cá kèo lá giang thì Phước Hưng sẽ giới thiệu đến mọi người ăn kèm với những loại rau gì cho nó đúng điệu đây. Khi mà quý vị khán giả ăn rau ăn kèm với món lẩu này thì chúng ta có thể thay đổi theo tùy ý thích của mỗi gia đình của chúng ta. Các bạn có thể thêm vào là bông sâu đũa nè, bông điên điển nè, bạc hà hoặc là tất cả các loại rau khác. Lẩu của chúng ta đã hoàn thành rồi thì sau khi ăn thì các bạn có thể cho lửa lớn, chúng ta thả cá và thả rau và ăn từ từ. Đó, cho một ít rau đắng nha. Miếng bào đây. Nhúc thế nè. Bây giờ thì Hưng sẽ cho vài lạt ớt lên nè. Cuối cùng thì Hưng sẽ rắc cái tỏi phi này lên mặt đây. Rau vô nè. Chắc chắn rồi. Ăn lẩu phải có rau mới ngon chứ. Rau nhúc nữa, đúng rồi. Và không thể thiếu nước lẩu. Rồi Kim Thảo. Cảm ơn Phước Hưng. Hai và rất là ngọt, ngon ơi là ngon luôn. Còn nước lẩu thì có cái vị chua chua, cay cay, ngọt ngọt, thanh nhẹ. Chắc có lẽ là do Phước Hưng đã sử dụng quyết gia vị nêm sẵn lẩu Thái đúng không nào? Vừa tiết kiệm thời gian, vừa cho ra được một món lẩu rất là hấp dẫn như thế này. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện ngay món lẩu cá kèo lá giang?